Tự do thể hiện với Aquafina, mang lọc ánh sáng UV, mang lại vị ngon tinh khiết. Cho cơ thể thuần khiết. Tinh thần thuần khiết. Tự do sải bước với Aquafina, thỏa sức thăng hoa. Và đó là lý do tại sao tôi chọn rất nhiều màu trắng cho bộ sưu tập lần này. Chất liệu sử dụng trong bộ sưu tập Kim Lan lần này tôi sử dụng đó là chất liệu vải sứ tuyết. Đây là một cái nền vải chính để tạo nên tà áo dài truyền thống. Nét riêng biệt trong bộ sưu tập Kim Lan lần này đó chính là tạo dài truyền thống nhưng được biến đổi cách điệu rất nhiều. Bạn sẽ thấy rằng là những hoa văn được liên kết rất là cầu kỳ, rất là gắn liền với truyền thống. Chúng ta sẽ thấy những hình ảnh như là hồng hạc, sông ngư hay là những hình ảnh rồng phục được cắt điệu và dựa trên những kỹ thuật may phương pháp mới nhất. Kết kỹ thuật 3D để tạo nên một chiếc áo dài đặc biệt mới, ấn tượng. Thông qua bộ sưu tập lần này, tôi mong mọi người có cái nhìn nhận toàn diện hơn về áo dài và hiểu áo dài có ý nghĩa như thế nào trong đời sống người Việt nói chung và trong lễ cưới nói riêng. Bởi tôi quan niệm rằng áo dài và người Việt sinh ra là để dành cho nhau. Truyền thống. Xuyên suốt bộ sưu tập, thiết kế lông phụng được lặp lại nhiều lần. Đây vốn là hai loài vật nằm trong tứ linh, là biểu tượng cao quý của đời sống tâm linh người Á Đông, thể hiện sự may mắn và thịnh vượng.
bộ sưu tập Kim Lan, nhà thiết kế Minh Châu luôn tâm niệm áo dài và người Việt sinh ra là để dành cho nhau.
Remember when I moved in you, the Holy Ghost was moving too, and everywhere with you was hallelujah. Oh,
thưa quý vị, bộ sưu tập Kim Lan của nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu. Ladies and gentlemen, Kim Lan by Đặng Trọng Minh Châu. Cùng nhau chúc mừng nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu với bộ sưu tập Kim Lan. Xin được chúc mừng nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu. Xin được chúc mừng nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu. Cảm ơn các người mẫu. Chúc mừng nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu.